Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Lá lốt, bài thuốc quý trị dứt điểm sâu răng, chữa viêm xoang, ngừa sổ mũi chỉ sau một đêm. Những ngày thời tiết bất chợt thay đổi, đau răng, viêm xoang là nỗi ám ảnh của nhiều người bệnh. Trong đó không ít người lo lắng phải sống chung với chúng cả đời mà không có cách nào để chữa trị dứt điểm. Bài thuốc dân gian vô giá từ lá lốt. Theo y học dân gian, lá lốt được coi là bài thuốc vô giá trị dứt điểm sâu răng, viêm xoang cùng các triệu chứng khác như đau đầu, mệt mỏi cơ thể, hắt hơi, sổ mũi, cực hiệu nghiệm. Đặc biệt áp dụng với bà bầu, đối tượng không nên dùng nhiều thuốc tây. Trong những ngày trời trở lạnh thì tình trạng này càng khiến người mắc ám ảnh hơn nữa. Ngày nay ít ai biết rằng loại lá thường được dùng trong nhà bếp này lại có nhiều lợi ích đối với sức khỏe mà gia đình nào cũng cần dùng đến. Đông y cho rằng lá lốt có vị cay, mùi thơm, tính ấm nên giúp làm ấm bụng, giảm đau hiệu quả. Đặc biệt, lượng tinh dầu trong lá lốt có thành phần chính là benzoylacetat, giúp kháng khuẩn, giảm sưng viêm, hạn chế đau răng, đồng thời cũng phát huy tác dụng trong một số trường hợp như viêm niếu, lợi, nhức răng do mặc răng khôn. Với những đối tượng không chịu được đau như bà bầu, trẻ em hoặc người già thì bài thuốc từ lá lốt được coi là an toàn và hiệu quả nhất. 1. Đặc trị sâu răng từ lá lốt, chuẩn bị từ 10 đến 20 lá lốt, 1 nhúm muối trắng, 1 lít nước lọc. Cách làm: 1. Lá lốt rửa thật sạch, có thể ngâm qua với một chút nước muối rồi vớt ra để ráo nước. 2. Cho lá lốt vào máy xay sinh tố cùng với nước lọc và muối, bấm máy chừng 30 giây rồi tắt. 3. Mở máy đổ hỗn hợp ra dây lọc để lọc lấy phần nước trong và bỏ phần cặn bã đi. 4. Mỗi sáng sau khi ngủ dậy và tối trước khi đi ngủ, bạn hãy lấy chai nước lá lốt ra để súc miệng rồi ngậm trong vòng 2 phút. Lưu ý, ngậm xong nhổ đi chứ không được nuốt, cứ áp dụng liên tục trong 3 ngày cơn đau sẽ thuyên giảm và biến mất hoàn toàn. 5. Đối với những người bị chảy máu chân răng, chảy máu mủ có mùi thì ngậm lâu hơn một chút, tinh dầu từ lá lốt sẽ giúp níu xe lại, làm sạch chân răng và chấm dứt cơn đau. 2. Tiễn biệt viêm xoang với lá lốt, bạn hái một nắm lá lốt, rửa thật sạch với nước muối loãng rồi vò nát, cho lá mềm hết ra. Lúc này lá lốt sẽ tiết hết tinh dầu, thuận lợi cho việc điều trị viêm xoang hiệu quả. Dùng lá lốt vò nát nhét trực tiếp vào lỗ mũi, cứ thực hiện như vậy với tần suất từ 1 đến 2 lần trong một ngày liên tục tới khi khỏi hẳn thì dừng lại. Sử dụng lá lốt không chỉ giúp đặc trị chứng viêm xoang mà còn giảm đáng kể tình trạng đau đầu, sổ mũi. Trời trở lạnh là kẻ thù của những căn bệnh này, vì thế hãy lưu lại để không bị chúng hành hạ vào mỗi mùa đông hanh khô lạnh giá nhé. Chúc các bạn khỏe mạnh với lá lốt. Bài thuốc quá dễ trị răng lung lay ê buốt, tới già răng vẫn không rụng. Đau răng, sâu răng hoặc lung lay ê buốt là nỗi khổ của hầu hết mọi người ở đủ mọi lứa tuổi. Vì thế, mọi nhà nên chuẩn bị hũ rượu này để xử lý các vấn đề về răng ngay tại nhà. Bài thuốc chữa đau răng từ rượu cau bắt nguồn từ thời ông cha ta, có nguồn gốc ở Việt Nam. Số là thời xưa các cụ hay nhai trầu, nhờ đó mà răng óng ả, chắc khỏe cho tới tận lúc lâm chung mà không rụng chiếc nào. Từ đó, tác dụng của cau đối với răng lợi được phát hiện. Ở Việt Nam, một số bệnh viện đa khoa và các phòng khám nha khoa cũng thừa nhận rượu cau là một phương pháp trị sâu răng, viêm lợi hiệu quả. Theo các chuyên gia, quả cau có vị chát, cay, tính ẩm, được nghiên cứu là có chứa nhiều chất có tính diệt khuẩn, thanh trùng. Chính vì thế, quả cau cũng được sử dụng trong việc trị run sán, làm cho run sán không bám vào được thành ruột. Rượu trắng có nồng độ cồn cao, có tính sát khuẩn, khi kết hợp với quả cau sẽ làm gia tăng tính diệt khuẩn, đặc biệt tốt trong việc trị sâu răng, làm răng chắc khỏe. Cách làm rượu cau như sau: bổ trái cau làm tư, tách lấy hạt cau, ruột cau, cho vào bình đã đựng sẵn rượu để cau không bị thâm đen. Nếu bổ hạt cau ra mà không ngâm rượu ngay, miếng cau sẽ thâm, nhìn không đẹp mắt. Sau khi ngâm 2 tháng, bạn chất bớt rượu ra một chai mới, để lúc cần sẽ dùng chai này, sau đó thêm rượu trắng vào hũ cũ để càng lâu càng tốt. Cách dùng rượu cau: sau khi đánh răng sạch, bạn ngậm một chút rượu cau trong vòng 15 phút rồi nhổ đi, sau đó kiêng súc miệng, không uống nước hoặc ăn gì trong 30 phút, mỗi ngày ngậm rượu cau 2 lần, bạn sẽ không còn đau nhức răng lợi nữa. Về ngâm rượu cau, các bạn có bao nhiêu cau thì ngâm bấy nhiêu, đừng ngâm ít quá, tác dụng sẽ không cao. Rượu cau sau khi ngâm 1 tháng sẽ có màu vàng đẹp mắt, lúc này bạn có thể sử dụng được rồi. Nếu vừa ngâm xong đã ngậm thì chưa có tác dụng đâu. Phụ
nữ có thai, cho con bú, phải kiêng kháng sinh mà bị đau răng lợi thì nên ngậm rượu cau. Ban đầu, khi dùng rượu cau có thể bạn sẽ chưa quen vì vị rượu khá cay. Bạn có thể pha loãng với nước và súc miệng. Sau này quen dần thì dùng rượu cau nguyên chất sẽ có tác dụng mạnh hơn. Trị dứt điểm sâu răng đau nhức viêm nướu chỉ bằng chén dầu dừa. Đánh răng bằng dầu dừa không những trị dứt điểm sâu răng mà còn giúp hơi thở thơm mát tức thì đấy. Nguyên liệu cần có: 1 thìa cà phê bột đất sét, 4 thìa cà phê baking soda, 4 thìa cà phê dầu dừa, 3 đến 5 giọt tinh dầu bạc hà hay bất cứ loại tinh dầu nào bạn có thể tạo mùi hương, bát, thìa và hũ đựng có nắp đậy. Một số nghiên cứu gần đây cho thấy cấu tạo của dầu dừa có khả năng loại trừ vi khuẩn liên cầu, một loại khẩu tạo axit phá hủy men răng, gây ra mảng bám, ố vàng hay viêm nướu đến bật cả máu. Hơn thế nữa, dầu dừa có khả năng gây ức chế sự phát triển của vi khuẩn Streptococcus, một loại vi khuẩn gây sâu răng hôi miệng. Cách làm: cho lượng nguyên liệu đã được chuẩn bị vào bát rồi dùng thìa đánh đều lên, giúp chúng hòa quyện hết vào nhau để tạo thành một hỗn hợp sánh mịn, hơi dính là được. Sau đó, cho hết lượng hỗn hợp trong bát và hũ đựng, đậy kín nắp bảo quản nơi thoáng mát để sử dụng dần. Cách sử dụng: bước 1, lấy một cốc nước ấm dùng để súc miệng trong vòng 1 phút thì nhổ đi. Điều này giúp làm sạch một phần nào đó vi khuẩn, bã thức ăn còn sót lại trong các kẽ răng hiệu quả. Bước 2, tiếp theo, mở nắp hũ hỗn hợp dầu dừa, rồi lấy một lượng vừa đủ cho vào bàn chải đánh răng và chải đều lên răng. Bước 3, chải từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, theo chiều vòng tròn thay bằng cách chải ngang như bình thường. Chú ý, chải kỹ hơn đến những chiếc răng bị sâu, vùng nếu bị viêm nhưng cần chải nhẹ nhàng, tránh làm khoang miệng bị chảy máu, rất dễ dẫn tới nhiễm trùng nghiêm trọng. Bước 4, cứ chải như vậy từ 1 đến 3 phút, rồi ngậm hỗn hợp này thêm 5 phút. Trong quá trình ngậm, bạn hãy súc nhẹ để nước bọt tiết ra quyện cùng hỗn hợp, giúp phát huy tác dụng trị sâu răng, sưng lợi hay hôi miệng một cách triệt để nhất có thể. Bước 5, cuối cùng, nhổ hỗn hợp này đi, đánh sạch răng miệng bằng kem đánh răng và súc miệng bằng nước muối để kết thúc quá trình chăm sóc răng miệng. Trong một ngày, bạn nên đánh răng bằng hỗn hợp được chế biến bằng dầu dừa này 2 lần vào buổi sáng sau khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ. Chỉ sau 3 ngày đầu kiên trì sử dụng, bạn sẽ cảm nhận tình trạng sưng nếu được cải thiện rõ rệt, hiện tượng sâu răng gây đau nhức cũng biến mất, chứng hôi miệng kinh niên cũng phải chịu thua. Thay vào đó là hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp và chắc khỏe hơn cả sự mong đợi đấy. Chú ý nho nhỏ, song song với việc sử dụng hỗn hợp trên để đánh răng, mỗi ngày sau mỗi bữa ăn, bạn nên súc miệng bằng nước muối hay nước sạch đều được nhằm làm sạch khoang miệng bởi những vi khuẩn gây hại. Hạn chế dùng đồ ăn quá nóng hay quá lạnh, chứa nhiều phẩm màu thực phẩm cũng như cà phê, nước có ga gây hại đến chất lượng men của men răng. Đun quả này lấy nước, ngậm trong miệng, đau nhức do sâu răng, viêm nướu sẽ vĩnh viễn ra đi, đảm bảo 10 năm không tái phát. Đặc trị đau nhức do sâu răng, viêm nướu, nhiệt miệng mà chẳng tốn một đồng mua thuốc kháng sinh nếu áp dụng theo công thức sau. Đau nhức do sâu răng, nhiệt miệng là căn bệnh thường gặp phổ biến hiện nay. Để khắc phục tình trạng trên hiệu quả nhất, bạn hãy chuẩn bị vài quả khế chua rồi làm theo cách này. Kết quả nhận được sẽ khiến nhiều người phải mừng rơi nước mắt. Nguyên liệu cần có: 3 đến 5 quả khế chua, 500ml nước lọc, một bình đựng có nắp đậy kín, dây lọc. Sơ chế nguyên liệu: khế chua bạn có thể dễ dàng mua tại chợ, trong siêu thị hoặc sử dụng cây nhà lá vườn. Đem khế đi rửa sạch để ráo nước. Dùng dao con cắt quả khế chua thành các múi nhỏ. Đổ nước ngập kín mặt nguyên liệu rồi bắc nồi lên bếp đun sôi. Sau khi nước sôi, hạ lửa nhỏ đun liu riu chừng 10 đến 15 phút thì tắt bếp để nguội. Hoàn thành xong, lấy thìa vớt hết phần bã, ta sẽ thu được phần nước cốt nguyên chất. Đổ hỗn hợp vào bình và bảo quản trong ngăn mát để sử dụng dần. Cách dùng: để khắc phục tình trạng này tốt nhất, hàng ngày sau khi vệ sinh khoang miệng sạch sẽ bằng kem đánh răng như bình thường, bạn dùng phần hỗn hợp vừa chuẩn bị ngậm liên tục ngày 2 lần vào các buổi sáng và tối. Mỗi lần bạn nên ngậm trong miệng chừng 7 đến 10 phút, dùng lưỡi đẩy đi đẩy lại liên tục, giúp các dưỡng chất hấp thụ vào sâu bên trong. Ngoài ra, trong quá trình điều trị, mọi người cần hạn chế sử dụng chất kích thích, thực phẩm cay nóng, nên ăn nhiều rau xanh, các loại sinh tố trái cây có tác dụng thanh nhiệt, giải độc bên trong cơ thể.
công dụng. Với hàm lượng vitamin và thành phần axit oxalic cao, có thể nói khế chua được xem là loại thần dược được sử dụng khá nhiều trong đông y. Nó không chỉ tốt cho sức khỏe, tăng sức đề kháng và hệ miễn dịch, mặt khác hỗ trợ điều trị chứng viêm nướu, nhiệt miệng, trả lại hàm răng trắng sáng, chắc khỏe một cách tự nhiên. Chúc các bạn thành công! Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.